Và tiếp theo là phương pháp điều trị của mình, giống như hồi nãy anh đó nói là thuốc rượu hay là kem trộn rất là không có tốt cho da, nhưng mà cái thuốc của mình đúng là ngâm với rượu, nhưng mà chỉ có duy nhất thuốc của mình có thể lăn kim được, và ngoài ra các thuốc khác trên thị trường nó không có lăn kim được, tại vì thật ra mình ngâm với rượu là để giúp cho nó bong cái lớp da đi thôi, chứ nó hoàn toàn không bào mòn da. Còn những thuốc khác trên thị trường mà các bạn áp dụng phương pháp lăn kim vô là sẽ cháy da, tại vì nồng độ cồn rất là cao. Cho nên cái này mình nhớ để mình tư vấn cho khách không có vấn đề mà bào mòn da, tại vì có những cái clip mà em làm khách mà giống như hồi nãy em post đó là da bị nhiễm corticoid rất là yếu luôn á, nhưng mà sau khi mình chữa xong thì da khỏe săn chắc hơn rất là nhiều, không có trường hợp mà sợ bị mỏng da. Và mình tích kết hợp lăn kim với máy công nghệ cao. Máy công nghệ cao là mấy cái máy kim bên đây hồi nãy đó, là mình chỉ cần nói vậy thôi thì khách sẽ thích thôi, chứ mình không cần phải sắm nhiều máy giống như là làm mấy cái máy đắt tiền mà vẫn có kết quả. Và các cái hiện tượng xảy ra trong đây có ghi đầy đủ hết thì mình có thể đọc cho khách nha. Ví dụ như là da người ta yếu quá, dễ đào thải ra thì nó sẽ có nhiều khi trường hợp xấu quá, thì nó sưng lên, nhưng mà những cái trường hợp đó mình nên chúc mừng khách tại vì họ đẹp rất là nhanh.